Hey, con xin chào ông bà cô chú và các bạn. Cả nhà ơi, hôm nay á lâu quá hai mẹ con mình không có lên clip, với lại là bữa giờ cũng bận á. Thì hôm nay Nhi có làm cái món thịt luộc với ăn trộn cùng với mắm Thái với lại tôm với ít nem. Thì chiều hôm nay cũng thèm bún cả nhà, cho nên là Nhi làm cái mẹt thịt luộc với tôm ăn trộn cùng với mắm Thái anh chị các bạn. Đây, vị mắm Thái rất là ngon. Cái này mua từ đời nào rồi đó. Cái nem này là mình mua dưới quê. Rồi bây giờ mời cả nhà ăn với hai mẹ con bắp nha. Không, cái nem mình mua dưới quê từ đời nào rồi. Mua cách đây mấy ngày, giờ nó mới chín mình mới ăn được. Chứ hôm bữa mình ăn sớm mình đâu có được. Trời ơi. Con cá nó có bị ngay á. Nó dài thường thường luôn. Con cá ngay lắm. Kệ cái tay mình rửa sạch rồi mình lấy tay mình. Bắp thì ăn nước mắm, còn Nhi thì ăn mắm Thái cả nhà. Nhi giả ít mắm Thái. Rồi mình bỏ thịt vô. Dạ con có bao giờ thấy ăn mắm Thái nào. Cái này nó có gân mình bắp ngon. Gân. Ừ, thịt nó hơn gân. Có thấy ăn gân nha. Tôm. Cái này là mẹt bún tôm hả? Tôm với thịt luộc với nem với ăn cùng với mắm Thái, làm ăn cùng với mắm tép đu đủ với cũng là nước mắm Thái luôn á cả nhà. Nước mắm Thái như giả không quá đâu, nước mắm Thái là đơn giản. Bắp giả mình chỉ đổ ra. Bây giờ là mẹ thèm cái mẹt này lắm luôn. Cái nước mắm này là con tội lắm nè. Cà pháo. Đó giờ cùng nước luôn. Mắm Thái ngon dễ sợ. Mình chan lên với trộn lên. Mình trộn lên. Cả nhà thấy hấp dẫn không? Cay lắm nè, có nước đá cà phê nước lửa được, để làm nước ra. Trời ơi, nó ngon, ngon quá anh chị ơi. Ngon lắm. Cái mắm nó thèm, bữa giờ lâu lắm giờ mới có cơ hội ăn. Cái nghề nó quá ngon. Nó dai mà nó chua. Có khi để chua á, chua tới đá luôn. Ừ.
không đâu. Cái bạn đó cũng là cháu. Nó hơi móc móc xung quanh. Cái nem nó lên chua, nó lên men thì nó sẽ móc. Mình bỏ nó móc. Cái bỏ ăn được. Ừ, bỏ ăn được. Ngon. Ăn nó là không có nước gì uống. Không, mẹ không muốn nước lọc đâu. Ý mẹ nói là không có nước gì để uống. Mà mẹ vẫn thèm bún nước á. Chắc chút nữa mẹ dầm cà chua mẹ nấu bún nước á. Tối ăn. Nên rồi sẽ lúc động nó vậy đó. Ừ. Cái nước đó. Quốc rồi. Cả nhà ơi, thì cái video của hai mẹ con á cũng xin kết thúc ngay đây á, tại vì Nhi ăn Nhi cũng no rồi. Thì còn bắp ăn còn chút ít, bắp ăn sau. Hai mẹ con bắp cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều đã đồng hành kênh cùng với hai mẹ con. Và xin cảm ơn mọi người. Hẹn là mọi người những video sau. Xin bye bye. Bye bye. Bye.